mình lại tiếp tục mình trở lại rừng các bạn ơi. Hôm nay đi săn thì mục đích là gặp cây gì thì lấy cây đó luôn nha các bạn, không có kén chọn rồi nha. Hôm nay là mình khai thác đa thể loại ha, mình không có tập trung một dòng lên săn như những năm trước ha. Gặp cây gì đẹp thì mình khai thác thôi. Đây, đầu tiên thì vô cũng bắt gặp một cây hai châu. Hai châu lá nhỏ sáng ha. Cây này nó cao 2 tầm 3 m, cái đọt nó vươn múc trên trời rồi các bạn. Mình đi đứng ở ngoài mà nhìn lên cái lâm tình cờ mình nhìn thấy cái đọt của nó. Mình mò vô thử. Lá cây này lá nhỏ mà nó sáng. Đây, nó cong cái lá nó cong ngược ra mặt lưng nè. Nó cong ngược ra mặt lưng ha. Đây, nó cong như thế này nè. Đó, cái nào cái nó cũng cong như cái xẻng nè. Lá thì bóng mượt. Đây, cây này là cây vàng nhân các bạn. Cây nó bằng ngón tay cái nè. Đó, cây vàng nhân ha. Mình sẽ cắt tới cái đoạn này thôi. Đoạn này nó cao tầm hơn 50 nha. Đó, chỗ đây là hơn 50. Cây này đế cũng tương đối ok này. Đế điều này. Rễ nè, bên này cũng có rễ ha, mà lấp trong đá đế thì ok rồi ha. Được hai cái co, một cái rồi đây, hai cái rồi đây đó. Tổng thể nó là một cái cây vàng nhân. Bây giờ mình sẽ đào cây này lên ha các bạn, nằm có bên hòn đá thiệt to này. Dạo này thì đi khai thác cây phôi thì cây gì nó cũng khan hiếm hết rồi các bạn ơi, cạn kiệt rồi, không còn như ngày xưa nữa đâu. Đây các bạn, cây lên này, cây mình cố gắng mình lấy bao nhưng lấy không được các bạn ơi, mà cây này rễ khá là ok ha. Đó. Đây, tổng thể cây này, cao 60 nha các bạn. 60, thân thì bằng ngón tay cái ha. Đế thì ok rồi, rễ như thế này thì quá đạt luôn các bạn. Đó. Bây giờ mình cho nó, mình phun nước vào gốc mà mình bó bọc ni lông nó, mình quấn lại, mình giữ ấm cho cái bộ rễ ha. Bảo quản bộ rễ cho nó ok. Đế này. Rồi, được một cây, vừa đầu được một cây hai châu ha. Sẵn cái tay cắn vô cục đá mà đau quá các bạn ơi. Bây giờ mình chui ra khỏi cái lâm này. Rồi mình đi tìm một cây khác ha. Đây các bạn, mới đi bắt gặp một cây hai châu nè, lá khá đẹp luôn, lá tròn ha, lá nhỏ nhỏ tròn tròn, nó không có tròn như đúng nghĩa đen của nó là tròn như cái hình tròn đại khái là nó hơi tròn các bạn đó. Bạn nhìn cái lá dễ thương ha. Đó. Châu này, cây này nó bằng cái chiếc đũa các bạn ơi,
mình đào mình lấy bầu luôn nha các bạn. Đào lấy bầu, vừa bảo tồn nó lại nha các bạn. Chứ khu vực này là thuộc đất quản lý của dân rồi, họ trồng keo, trồng rừng rồi, chứ không phải rừng nguyên sinh rồi nha các bạn. Đó là các bạn xem video thì các bạn sẽ hiểu nhầm là tại sao là những cái cây nhỏ như thế này mà mình cũng lấy hết nha các bạn. Thì là đất này là đất trồng rừng. Đấy. Trồng rừng mà bây giờ mà những cây như thế này mình không đem về nhà mình giữ nó lại, mai mốt khai thác cái gỗ á, chặt khai thác gỗ rồi bắt đầu họ sẽ đốt. Đốt thì nó cháy leo, thì những cái cây này thì tất nhiên là nó còn cháy, nó chết luôn rồi. Đó, khi mà để họ đốt họ cháy vậy thì rất là phí luôn các bạn, đúng không? Mình đem về nhà mình trồng lại, mình bảo tồn nó. Đó. Đây đâu phải là rừng nguyên sinh đâu các bạn, thà rừng nguyên sinh chưa có dấu chân con người, mình đào những cây bế như thế này thì nó quá đáng đi ha. Đây là thuộc đất rừng rồi, đất trồng rừng rồi. Bây giờ mà không lấy nó thì nó cũng thành tro bụi, nó cũng không ở đây được và phát triển lớn được. Rồi bây giờ mình sẽ đào những cái này ha, mong các bạn xem video và hiểu nhé. Không phải là mình đào tận cứu tận diệt trên rừng nguyên sinh đâu nha các bạn. Đây các bạn, mình mới đi đã kẹp chỗ này, nó được mấy cây lên xàm này, mấy cây lên xàm già càng cõi ha. Cây nó đứng cây nó đứng về gần cái cây nó già cõi, chi tàn nó rất là ok luôn các bạn ơi. Cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cực già nha. Hai cây ha. Bên này có một cây thiệt đã nhưng mà chết khô các bạn. Đấy, cây lắc cong cong ấy. Cây lắc đẹp quá nhưng mà chết khô queo rồi. Cây này nữa nè. Cây này cũng to to mà chết mất rồi. Khu này nhiều cây tàn riêng đẹp quá mà nó chết mất tiêu hết rồi các bạn ơi. Còn cây co lách không à, chết sạch hết. Chết này do mấy năm trước nắng nóng hạn hán á các bạn, mấy năm trước nắng dữ lắm, một hai năm nay thì nó hết rồi, một hai năm nay thì nó mưa nhiều hơn nắng. Đây có một cây nữa, cây tông cao. Quá rậm, quá rậm. Ê, có một cây mini nhỏ. Cây này cây trực. Rồi, rồi mình đào nó lên ha. Thì các bạn chưa thấy gì đâu. Đây, đọt hai châu anh em đào khai thác từ lâu này, khô queo này. Đây các bạn, cho các bạn xem một cây bên nhân ha, tạo tác của tự nhiên ha. Chỉ có những cái hang mà nằm gần bờ biển á các bạn, nói chung là nằm sát biển á, thì nó mới được những cái co như thế này ha. Và tác động của gió, gió biển các bạn, nó thổi nó sẽ đánh những cái cây nó bay, nó lách theo. Đó, các bạn nhìn này, cây này nhỏ nhưng mà tia độ lách của nó và độ già thì miệng bang rồi. Đó, có ác co chưa,
Nhìn cái co mà chịu hết nói rồi. Nhìn những cái chốt canh nữa, con bố rất là đều luôn các bạn. Quạng sáng. Cái này cây la trung. Một cây nguyên nhân như thế này mà nhìn không thích thì chắc một là nhìn không thích thì chưa đúng gu thì không thích. Hai nữa là các bạn chưa hình dung ra được cái vẻ đẹp của nó ha. Đó. Rất là tự nhiên luôn các bạn. Còn cây kế bên khô beo mà lát ác hơn các bạn. Mê. Mình mê những cái đường co, đường thân như thế này các bạn. Những cái cây như thế này các bạn. Nếu mình biết ngỡ tận dụng ha. Mình trồng sống. Những bạn nào mà biết tận dụng ấy, trồng sống đi ạ. Cứ để tự nhiên như thế này trồng sống ha. Rồi các bạn chiết ngang cái đoạn này ha. Đó. Chiết ngang cái đoạn này. Chiết cái đoạn này các bạn vừa được một cây đế đẹp. Đấy, cây khai thác đế đẹp mà lại là co lách tự nhiên nữa. Nên các bạn lấy cái đoạn trên các bạn làm một cây khác. Thì nó quá ok đi ha. Đoạn dưới các bạn vẫn chơi thành một cây khác nữa. Đó là kiểu tận dụng từ tự nhiên, không có bo phí được cái đoạn thân canh nào hết ha. Phương pháp trồng và chiết lấy cái đoạn đẹp của cái cây tự nhiên, cây rừng thì cũng đã có nhiều anh em họ thực hiện rồi nha các bạn. Có những cây đoạn thân ở dưới nó đê nó thẳng nhưng mà lên trên đọt ấy, nó lát đẹp. Thì họ đã trồng sống và họ chiết, họ lấy cái khúc đẹp đó họ làm một cây bonsai lùm ha, rất là ok luôn, quá đẹp luôn, già cõi quá, già luôn, quá xa già. Nhìn cái da như thế này là biết cây già các bạn ha. Cây non thì nó không có được cái màu da như thế này đâu ha. Cây non thì nó lên được nó sẽ đây là đoạn thân cành non này ha. Đấy, cái da nó sẽ như thế này đây. Rồi, giờ mình đào cái cây này. Có một cây kế bên đây. Cây này những cái đoạn cây cành nó bay lắc thì ác thiệt kìa. Chắc mình để lại hết luôn các bạn. Đây này, đây cái chỗ này hầu như là thành một cái cây mini luôn các bạn ơi. Đây tay chốt này đó, mình giữ lại hết ha, trồng sống mình chiết ngang chỗ này nè, thành một cây nữa này đó, cây ác thiệt. Giờ cây này có thể làm đố cũng được luôn các bạn. Cây này quá nhiều đoạn thân cành đẹp luôn. Wow. Đó. Cây này lá cũng đẹp luôn. Nói chung là dòng lên xa mình khai thác này, lá hầu như là ok hết các bạn. Đây các bạn. Thật là tiếc khi cắt bo cái gian xương dâm này các bạn. Đấy, các bạn nhìn cái dàn xương dâm tự nhiên của cây này. Cái này chỉ có tự nhiên thôi nha các bạn. Không có ai mà uống sữa đâu. Đó. Bạn thấy không? Từng cái co nó đều đánh ra mà những cái chi nhỏ ha. Này cũng vậy này, đó. Tự co tự lắc nha các bạn. Rất là tiếc ha, rất là tiếc khi cắt bo, không biết sao giờ các bạn. Đây, các bạn nhìn này, một cái đoạn thân nó co rất là ác nghiệp luôn ha. Đoạn này trồng sống thì chiết ngang đây ha, một cây dáng hiền rất là ok ha. Đây rồi ha. Đó, các bạn gì này, thấy
Này đâu có ai uống sữa gì đâu. Quá đẹp luôn. Cây này thì có dáng trật cao tầm 1,5 m nha các bạn. Đây các bạn, mới bắt gặp một cây khá là lát đây. Nhìn từ trên xuống dưới cây khá là lát ha. Cây này là một cây đế quái nha. Dáng rồng rắn gì đây các bạn. Đây, đế đây. Cây này nhìn thì đế quái rồi, không phải đế 24 giờ. Đào nó lên thử nha các bạn, ở dưới nó có hai cây nhỏ ở dưới nữa. Đây lên rồi này các bạn. Đó. Nó có một cái co nè, co này làm cái cây đổ tự nhiên luôn các bạn ơi. Đây, đổ mạch này nhìn từ trên xuống này ha, đấy co lắc này ha, trên cái u lưng của nó có lũa này ha, lũa ít. Con này co tự nhiên ha. Đó, đồ treo ha. Đồ treo ha. Có rễ có thân rồi đàng hoàng nha các bạn. Đó. Cần đố này nó dài khoảng tầm 1 m ha các bạn. Đó. Có đố ha. Này, còn hai cái mini nữa đây. Mini mini chút xíu. Đây. Mình qua mình đào cái cây trật đây. Đó, cây dáng trật già khu đớ luôn. Đó, một cây dáng trật đấy, một cây dáng trật trong này nữa. Đó, hai cây trật. Đây các bạn, trời nó nắng quá nắng các bạn ơi. Mình bay vô lùm mát ngồi nghỉ tí. Đó các bạn thấy không? Rừng ven biển thì nó không có cây cao nha các bạn, thấp thấp thôi, nắng lắm. Bây giờ mình ngồi mình nghỉ một tí rồi mình đi săn tiếp các bạn ơi, coi thử có được coi gì đẹp nữa không. Đây hãy cho anh em họ khai thác, họ các thân họ bỏ lại còn nằm ngổn ngang này các bạn. Hải châu khu này hầu như nó tuyệt chủng rồi các bạn ơi. Sáng giờ mình đi mình chỉ gặp được một cái cây mà lúc đầu mình quay các bạn xem á, với một cây nhỏ nữa, nhưng mà hai cây nhỏ nữa, có một cây mình ghi không ghi hình. Đó. Nó rất là ít, hầu như nó tuyệt chủng hải châu ở khu này rồi. Hải châu thì anh em khai thác từ cái đời nào luôn, cành nó mục luôn rồi. Hôm nay nó rất là nắng nhưng mà đỡ một cái là nó có gió các bạn, nó bù lại là nó có gió, nó không có gió nữa là thở không nổi luôn các bạn ơi. Các bạn biết đấy, ra trời nắng mà không có gió thì nó thiếu oxy, thở không được thì rất là nguy hiểm nha. Nên làm gì làm là phải trời nắng thì phải có gió. Rồi mình ngồi mình nghỉ tí rồi mình đi sang tiếp nha các bạn. Đây các bạn, một cây lách hết biết nói sao luôn các bạn. Các bạn nhìn cái co của nó ha.
bỏ qua cái đồ già này ha, già này khỏi bàn rồi đó, lũa luôn này này, coi xương dâm của nó này các bạn đó. Dày ha. Cây phụ tử, phụ tử thì rồi đây, ok rồi các bạn ơi. Đây rồi, kế bên có một cây nhỏ nữa. Ôi da, cây này quá chết thiệt, cò ác cò các bạn đó. Ví dụ như cái cây này mình trồng là mai mốt mình chiết ngay cái đoạn này này các bạn, mình chiết cái đoạn trong khung hình đó, mình sẽ được một cây dáng hiền đẹp này đó, thấy không? Cái này tương lai một cây dáng hiền đẹp này. Rồi, bây giờ mình sẽ đào nó lên ha, nắng quá. Đây các bạn, mình không ngờ là cây nó mọc trên một cái tảng đá bằng các bạn ơi, con đá bằng, mình không đoán được cái đường đi của rễ là mình đã sai lầm rồi, không mình lái được cây rễ quái có lũa rồi các bạn. Đây, lũa này ha, nó một cây nhưng mà nó dính ở cái chỗ phần lũa này này các bạn, nó dính ít chỗ phần lũa này nên nó bị rớt ra luôn rồi, cây thì già khỏi nói luôn đó. Mặt mọc trên một cái tảng đá bằng á, ít đất lắm, chừng có 5 cm đất thôi, nhưng mà nó sống cỡ này là các bạn biết nó dữ dằn lắm không đó. Sống ở kiểu khắc nghiệt như thế này mà cây nó trải qua cái thời tiết như thế này là nó cực già các bạn. Đó, bạn coi đường co lách của cây ấy. Làm quen nhân cũng ok mà chiếc cái này làm một cái cây dáng hiền đấy, dáng hiền như thế này cũng quá ok luôn các bạn. Dạ, cây thì ít, nó ít rễ ha. Kiếp nắng bá cháy luôn. Đây các bạn, mình mới đi vừa bắt gặp một cái cụm lên sam ha. Mình đã dọn sạch sẽ rồi, giờ chỉ việc mình sẽ đào nó lên thôi. Bây giờ nó khá là nắng nên mình sẽ đào cái cụm này và mình kết thúc chuyến đi ngày hôm nay luôn nha các bạn. Khu này nó rừng nó thấp khá là nắng nên mình đi cả ngày không có nói nha các bạn. Giờ mình kết thúc cái chuyến đi với cái cầm rừng này luôn. Này, khu rừng nó cao, có bóng mát thì nó khỏe, cái này nó nắng quá, không có bóng mát nữa mình ngồi cầm rừng này không biết rời hay là liền trong này đây. Cầm này nếu mà đo quanh chắc cũng 30, hơn 30 các bạn. Để mình đào làm thử nhé. Đây, đo đầu này các bạn. Nó bị rớt ra các bạn ơi. Cầm này nó không có liền được. Nó mọc dính chung với nhau thôi. Đó, nó mọc ngang cổ một cái kẽ của hai hòn đá lớn nó chụp lại nhau nha các bạn. Đó. Nó mọc ngang cái kẽ đá luôn. Nó rớt ra đây, bề gốc này nó rớt ra được cái cây này ha, rớt ra cây này mình phát hiện nó thành một cái cây mini quái luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn coi đường rễ nó đi này, vô tình lại được một cây mini quái ha. Đó, có cái củ ngăn của nó rất là ok luôn. Đây này, hai thân. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống núi nha các bạn.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu các bạn thích những chuyến đi như thế này thì hãy động viên và ủng hộ kích lệ tinh thần mình bằng cách là tương tác kênh cho vui nha các bạn. Tương tác kênh cho vui. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.